Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi Mika cùng tất cả các bạn sẽ tìm hiểu một loại nguyên tố giúp tạo ra cái sự sống trên cái hành tinh này. Đó, và đây là một trong những nguyên tố đầu tiên để giúp con người, giúp trái đất tạo sự sống. Đó chính là nguyên tố ion. Nguyên tử ion được chia làm hai loại, đó là nguyên tử ion dương và nguyên tử ion âm. Trong không khí thì hai nguyên tử này đều có tác động trực tiếp đến cơ thể con người, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người. Và khí thải, ô nhiễm, khói bụi, vi khuẩn, virus, nấm mốc được mang điện tích dương và gọi là ion dương. Đó, và các ion dương này hầu hết là có hại cho cơ thể của con người. Và ion âm được coi là vitamin của không khí vì nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người, và đồng thời giúp máu huyết lưu thông hơn, trí tuệ minh mẫn hơn, lưu thông hơn, đồng thời là giúp chúng ta cân bằng năng lượng và xả stress, tăng cường endorphin. Và ứng dụng ion âm ở trong công nghệ y học sinh điện, ứng dụng ion âm trong công nghệ y học sinh điện theo giáo sư tiến sĩ Jordan Peterson thì đây là một trong những ngành y học mới được phát triển, và người ta nghiên cứu rằng ion âm có khả năng chữa bệnh. Việc thiếu ion âm sẽ làm cho chúng ta có một cơ thể, trạng thái cơ thể mệt mỏi, uể oải, ủ rũ, đau đầu, đúng không ạ? Mỏi mắt, máu huyết khó lưu thông, làm chúng ta cảm thấy khát nước, và tất cả những cái trạng thái cơ thể tiêu cực nhất nó sẽ đến khi chúng ta bị thiếu ion âm. Và làm thế nào để chúng ta có ion âm ở trong tự nhiên? Lượng ion âm ở trong tự nhiên cũng có rất nhiều. Ví dụ như ở vùng núi hay ở vùng biển thì lượng ion âm khoảng từ 2.000 cho đến 2.500 ion âm. Tương tự với công viên ở trong thành phố, khoảng bằng 1/10 cái ion âm của vùng núi hoặc vùng biển là khoảng 200 cho đến 250 ion âm. Và ở trong các khu văn phòng thì lượng ion âm bằng 1/10 cái lượng ion âm của cái công viên ở trong thành phố đó là khoảng từ 20 cho đến 50 ion âm. Và với những văn phòng ngồi điều hòa và có máy tính, sử dụng máy tính thì lượng ion âm đôi khi là bằng 0, và sóng điện từ sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể con người. Và sóng điện từ sẽ được Mika nói đến ở trong video tiếp theo. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với ion và ion âm. Và ứng dụng cái công nghệ y học sinh điện đó mà theo tiến sĩ giáo sư Jordan Peterson thì ông nghiên cứu ra một cái thiết bị tạo ra ion âm. Đó, thiết bị tạo ra ion âm giúp chúng ta mang cái công nghệ y học sinh điện theo người. Và đây là công nghệ để giúp chúng ta giảm đau, kháng viêm một cách tiên tiến, một cách tiên tiến và tự nhiên nhất bởi ion âm. Và một chiếc bút này tạo ra đến 10.000 ion âm giúp chúng ta giảm đau, kháng viêm ở những phần cơ thể đang chịu áp lực. Và ví dụ như với những người doanh nhân thì họ cần chiếc bút này để có tiếp tục nguồn năng lượng để họ chiến đấu, để có nhiều ý tưởng hơn. Với những người đang gặp vấn đề về tim mạch thì có thể cài chiếc bút này ở bên ngực áo để giúp cho trái tim của mình, cho cái máu huyết của mình lưu thông hơn. Hoặc có thể với các chị em phụ nữ có thể gài chiếc bút ở trên đầu, ở trên tóc của mình để máu huyết lưu thông lên não nhiều hơn, để xử lý các công việc thuận lợi, trôi chảy hơn. Và chúng ta đang nắm giữ một cái công nghệ để giúp chúng ta có kháng sinh tự nhiên và giúp chúng ta đưa cái chất chống oxy hóa ra bên ngoài. Đó. Và cây bút này luôn luôn mang theo bên mình, đúng không ạ? Để chúng ta có một cái nguồn vitamin từ tự nhiên, từ không khí, và đồng thời giúp chúng ta có năng lượng đỉnh cao nhất để làm những việc xa, sâu và bền. Đó, chúc cho các anh chị em chúng ta có một nguồn cảm hứng, có một nguồn năng lượng để tiếp tục làm việc, để chiến đấu trong mùa dịch Covid này.